Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết, hiện nay, trên thế giới cũng như ở Việt Nam, vấn đề việc làm là một vấn đề kinh tế xã hội lớn, được đảng và nhà nước ta hết sức quan tâm. Tuy nhiên, vấn đề thất nghiệp và thiếu việc làm hiện nay ở nước ta vẫn còn diễn ra rất gay gắt, bởi vì tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm còn chiếm tỷ lệ cao. Và một trong những phương hướng mà nhà nước ta đề ra để giải quyết việc làm, trong đó có một biện pháp khá là hiệu quả và được xã hội rất quan tâm hiện nay, đó là du học và xuất khẩu lao động. Và sau đây, tôi xin giới thiệu với các bạn một công ty chuyên về lĩnh vực này. Nếu bạn nào có nhu cầu giải quyết việc làm theo hình thức này, xin mời mọi người cùng theo dõi. Đôi nét về công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục quốc tế Fuji tại khu vực 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Công ty cổ phần phát triển nhân lực và giáo dục quốc tế Fuji mong muốn mang đến cơ hội học tập và làm việc cho tất cả học sinh, sinh viên, người lao động có nhu cầu tại hai quốc gia, Hàn Quốc và Nhật Bản. Với việc khai trương phân viện tại Hậu Giang sẽ giúp cho học sinh và sinh viên có cơ hội vừa học, vừa làm bằng hình thức du học và xuất khẩu lao động, nhằm sẽ cải thiện kinh tế gia đình, các em không phải di chuyển lên tận thành phố Hồ Chí Minh để học tiếng như các bạn của mình những năm trước. Đây cũng là động lực để người học học tập hiệu quả, sớm hoàn thành các thủ tục theo quy định để du học sang Nhật Bản và Hàn Quốc. Về phía công ty thì luôn cam kết bảo đảm, bảo vệ quyền lợi tối ưu cho người học. Với đội ngũ chuyên gia tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp, công ty sẽ cung cấp những thông tin cần thiết, chính thống cho người học có nhu cầu du học và xuất khẩu lao động. Với hai chức năng hoạt động chính của công ty là tư vấn tuyển sinh du học và xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông Đặng Hoàng Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực và Giáo dục Quốc tế Fuji, cho biết tham gia học tập tại đây, công ty sẽ cung cấp thông tin du học, hỗ trợ tìm trường phù hợp, hướng dẫn làm hồ sơ du học, đào tạo tiền du học, mở các khóa học tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc tại trụ sở làm việc theo giáo trình và phương pháp giảng dạy ở Nhật, Hàn Quốc cho các bạn chuẩn bị du học, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động có nhu cầu làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngoài ra, khi đã hoàn thành các thủ tục và du học tại Hàn Quốc, Nhật Bản, người học còn được công ty tạo điều kiện vừa học, vừa làm, không lo kinh phí từ gia đình mà có thêm thu nhập để dành khi hoàn thành khóa học. Công ty đã mở 2 lớp học tiếng Hàn Quốc và Nhật Bản đầu tiên tại Hậu Giang với sự tham gia của 25 học viên. Trong đó, lớp học tiếng Nhật Bản với 15 học viên, lớp học tiếng Hàn Quốc 10 học viên. Đây là những học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, có nhu cầu học tập tiếng để đảm bảo các điều kiện du học tại hai quốc gia Hàn Quốc và Nhật Bản. Thời gian học sẽ từ thứ 2 đến thứ 6, trong thời gian khoảng 6 tháng, sẽ tổ chức thi cho học viên. Đối tượng tuyển sinh hình thức du học tại Hàn Quốc, Nhật Bản vừa học vừa làm, học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, có độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi. Học sinh có 4 kỳ nhập học trong năm, tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12. Đối với du học Hàn Quốc, tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10. Đối với du học tại Nhật Bản, người học được chọn bất cứ trường nào tại Hàn Quốc, Nhật Bản, có nhiều chương trình học bổng toàn phần. Công ty sẽ hỗ trợ có công việc làm thêm, mức lương cơ bản từ 200.000 đến 250.000 đồng trên giờ, giờ làm thêm 28 giờ trên một tuần. Riêng xuất khẩu lao động tại Nhật Bản hỗ trợ cho nợ phí 50 đến 100%. Ông Đặng Hoàng Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực và Giáo dục Quốc tế Fuji, cho biết thêm, với tôn chỉ hoạt động đặt uy tín và chữ tâm lên hàng đầu, chúng tôi mong muốn sẽ đem đến nhiều cơ hội học tập và làm việc cho học sinh, sinh viên, người có nhu cầu làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Chúng tôi cam kết luôn bảo đảm và bảo vệ quyền lợi tối ưu cho các du học sinh, người lao động. Với mục tiêu ươm mầm ước mơ cho những tài năng trẻ, tạo cơ hội du học thuận tiện, chất lượng cho mọi đối tượng. Trong ngày tất niên 15 tháng 1 năm 2023 vừa qua, công ty đã ký kết hợp tác chiến lược với 3 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đó là trường Trung học Phổ thông Tây Đô, Trung học Phổ thông Lương Tâm, Trung học Phổ thông Tân Phú, trước sự chứng kiến của ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang. Và trong ngày tất niên quan trọng này, ông Đặng Hoàng Việt có đôi lời phát biểu. Xin chào tất cả các bạn, tôi xin tự giới thiệu, tôi hiện tại là Tổng Giám đốc của công ty Fuji, chuyên về lĩnh vực du học Nhật Bản và Hàn Quốc. Thì Fuji được thành lập năm nay nữa thì cũng khoảng được 10 năm. Trong suốt quá trình 10 năm thì công ty cũng đưa được hơn khoảng 3.000 du học sinh Nhật Bản và Hàn Quốc qua đất nước mặt trời mọc và đất nước Kim Chi. Thì hiện tại tất cả các bạn đang học tập và làm việc rất tốt ở bên đó. Thì Fuji thì tổng hệ thống hết dân cả nước thì tầm khoảng 36 chi nhánh.
chi nhánh Hậu Giang là chi nhánh thứ 37. Hiện tại chi nhánh Hậu Giang được thành lập đến nay thì khoảng được 5 tháng. Trong suốt quá trình 5 tháng thì được các sở ban ngành, tất cả các phụ huynh và học sinh cũng được ủng hộ công ty rất là nhiều. Số lượng trong vòng 5 tháng của chi nhánh Hậu Giang đến nay thì chúng ta đã cũng được 3 lớp du học Hàn Quốc và 4 lớp du học Nhật Bản. Tổng số tất cả các bạn du học sinh tầm khoảng 65 tới 67 bạn. Thì trong vòng 5 tháng hoạt động xuyên suốt trong tỉnh Hậu Giang thì ngày hôm nay là ngày 15 tháng 1 2023 cũng nhằm ngày 24 Tết thì công ty cũng tổ chức một cái bữa tổng kết để nhìn lại những gì mà trong 5 tháng qua chi nhánh Hậu Giang đã vượt qua và đã làm được và cũng là hướng cho 2023 sắp tới. Thì trong buổi tổng kết ngày hôm nay thì tôi cũng đại diện cho công ty Fuji xin cảm ơn tất cả các sở ban ngành, chính quyền địa phương, các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh đã tin tưởng và ủng hộ công ty Fuji trong suốt 5 tháng qua tại chi nhánh Hậu Giang. Thì tôi cũng mong rằng là đây là cũng là một cái động lực để cho các bạn của chi nhánh Hậu Giang chúng ta phấn đấu hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để chúng ta có thể thành công trong 2023. Và đặc biệt là phải chăm sóc tận tâm, quan tâm sâu sắc nhất đến các bạn du học sinh mà đã và đang được công ty của chúng ta định hướng. Đó cũng là một cái tiêu chí lớn nhất của công ty của chúng tôi. Thì ngày hôm nay ngoài cái buổi tổng kết cũng như là buổi tất niên, một buổi dùng cơm thân mật, thì tôi cũng đại diện cho tổng công ty thì cũng chung xin gửi lời chúc đến tất cả quý đại biểu, quý quan khách và các bạn chi nhánh Hậu Giang một năm mới an khang thịnh vượng, đầy thắng lợi và phải cố gắng nỗ lực hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa trong công tác tuyển sinh. Trân trọng kính chào. Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này thú vị, xin các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.